Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Nay mình sẽ làm món là thịt gà đắp đất. Anh em ơi, mình đã chuẩn bị con gà đâu rồi. Và mình sẽ đeo găng tay vào, mình sẽ tẩm gia vị. Muỗng gia vị nha, các bạn nào đều gia vị này. Gà vào đây là trộn đều lên nha. Tôi ngửi thôi đã rất thơm rồi các bạn. Bếp rất đều rồi, tôi sẽ vành bụng nó ra là đút hết những cái lá niếc này vào, lá mộc mặt này, lá chanh này, sả này, gia vị này. Nhồi vào đây. Nhồi hết vào nha. Cho cả nước vào luôn. Rồi các bạn để đây chờ 15 phút rồi. Các bạn đắp bùn nướng lên thôi. Con ăn rồi. Con ăn không? Đúng rồi. Con ăn thịt gà không? Đúng. Súng ở đâu? Ở kia. Đi lấy bùn ở nhà bác Bảo này. Bác Bảo ơi. Bà Thanh ơi. Đây nhà bác Bảo đây. Ôi nhà rất đẹp đây. Mình sẽ xin một ít bùn. Dạ. Cháu xin một ít bùn nha bác nha. Cháu xin một ít bùn nha bác nhá. Các bạn lấy bùn ở những cái ao sạch sẽ này nhá. Không được lấy bùn ở những nơi ruộng riếc là có nhiều thuốc sâu nha bạn nhá. Mình đang bới bùn lên. Đây, bùn sạch 100% các bạn ơi. Mơi bèo ra để lấy bùn nha. Để có dễ cầy. Bùn rất là được đấy, ok đấy. Lấy ít thôi. Rồi chúng ta đi về. Đây mình đã quay trở lại, bây giờ mình sẽ đeo găng tay và chắt bùn vào con gà. Đeo găng tay vào cho sạch sẽ, không bẩn lắm. Đây. Gà sau khi đã được tẩm gia vị, đã ngấm gia vị. Công tác tiếp theo là sẽ đưa bộ giấy bạc đây. Rồi. Mình sẽ bọc giấy bạc và đắp bùn. Rồi. Nha, các bạn chát mỏng mỏng nha. Chát bùn à? Chát bùn. Chả biết ăn món gì thôi làm cái món này ăn chất. Ôi à. Các bạn ơi.
nào mình sẽ nhóm bếp. Ở lấy củi đã. Bùi nhùi là thì rơm rạ các kiểu nó chạy. Này vẫn còn tươi, chưa khô. Đang cháy đây. Rất to bạn ơi. Thôi mình thì có lẽ mình dừng lại một tí thôi. Tiếp theo là mình sẽ bỏ gà đắp đất vào đây nha các bạn nha. Gà đắp đầy siêu cay. Bùn siêu cay giờ chắc là để lâu ngấm cả bùn cả đất đấy các bạn ạ. Đã hoàn thành xong. Đấy. Chết rồi các bạn ạ. Chất vừa thôi. Quái nào. Mang gà ra đây thì không biết nào thì thơm lắm các bạn. Rất là thơm. Đào ao nhà bà Thanh nghe. Đúng rồi, qua đất cái gì. Muốn lấy rửa từ dưới xoa sông. Sông toàn thu xô đúng bọa này. Nó nhìn thế này đấy. Nhiều. Này cũng...
Chỗ này đất mình ăn tốt nó chín hết rồi. Nước ai đổ đi à? Cho mèo, cho chó đi đấy, mèo nó uống. Mèo mình vào nó đi. Lại thật bẩm mèo bây giờ anh ấy. Nó mềm, cảm giác nó đứt già. Ngon này, phí. Ra. Cứ tưởng là nó phải cháy chân xì cơ nhỉ. Thế mà nó lại chín này. Nó xem bố cho con gà nhé. Đấy, sẽ là mềm không? Mềm gì? Đây, quá nhẹ cái đầu nó chín này. Nó ủ mẹ, ủ rồi. Ai à? Nào thế? Pizza. Mèo. Hết nước này. Rất là ngon các bạn ơi. Quay lại anh Phan. Rồi mèo thịt gà nóng là nó chặt nó nát. Này để nửa tối ăn nhé. Để cơm ơi. Lên tivi ra đấy. Đi dậy đi. Khôi tổ đâu rồi? Khôi ơi ngồi đâu ấy nhỉ? Để ăn cơm rồi. Mình chán đời rồi. As the leaves start falling down, and the shadows above our town, I can finally see.